Hello bạn, đây là một cái máy cắt tóc siêu cổ cũ, nhưng mình thấy ở đây có một cái công tắc này bật rất là chắc chắn luôn. Mình thử tháo cho xem cực chế được cái gì không. Một ốc. Hai ốc. Đấy, ồ, thì ra chỉ là như thế thôi, không có gì. Một cái motor hít, một cái này nó hít bằng sắt, bằng biến áp này, biến áp hít này. Khi cấp điện vào đây là biến áp nó sẽ hít, nó hít thì làm cho cái cooler này nó hoạt động. Một công tắc này rất là thích mình đấy. Bắt buộc mình phải tháo ra và vứt cái lõi bên trong này đi. À, cắt nha. Đồ này là cái đồ xịn đó ạ. Nhựa làm rất cứng. Đấy. Đặt ra là bên đây. Ở đây mình sẽ lấy nốt những cái này. Đấy, đã lấy ra được cái biến áp của nó ạ. Biến áp cái thứ này. Lý do mình dùng cái này là bởi vì nó có công tắc cực kỳ chắc chắn và tiện mặt, công tắc khỏe lắm mà lại còn rất là gọn. Còn cái này thì nó không có gì, nó khoét một cái hốc to. Mình sẽ nhét cái này vào đây để làm một cái máy cắt mini. Đây, cái đầu dây này đấu đây. Vậy là mới hàn cực kỳ là siêu ngấu luôn. Và tại đây thì mình sẽ gắn cố định luôn. Đấy, gắn chỗ này siêu chắc vào này. Dây gắn cực kỳ là siêu chắc. Đây là hàn, đây là hàn vào công tắc. Ok, nó bạn đây cuối cùng đã xong. Quan trọng là mình lấy là cái này là vì nó có cái công tắc này cực kỳ là tiện. Đây là dây nối ra
xoắn như thế này để cho nó đỡ bị đứt. Cột chuyền thì chắc phải đắp thêm. Đấy, ở đây là đường đuôi này không thể ấy nên phải kết nối nó với một cái nguồn. Và cái nguồn nó như thế này. Nói tóm lại là tiếng nguồn từ 12 đến 24 V. Vì motor này chạy được điện áp cao. Mình bật để nấc 24 V luôn. Cắm đầu này vào điện 220. Đây. 24 V. Và đây đã được cắm. Và đây là cái bộ của nó. Có loại đầu mũi này nha. Bạn mua riêng này để xoắn này. Bạn thích lắp mũi khoan to khoan nhỏ đều có hết. Bạn mình đây mình lắp mũi khoan thì lắp này, và lắp mũi cắt thì lắp. Mũi cắt thì có rất là nhiều cỡ khác nhau, to nhỏ khác nhau. Đây, loại siêu mini nữa. Và mũi mài này. Mũi mài nữa này. Ồ, hai mũi mài liền. Sao nó lại có thể lên nhầm cho mình như vậy nhỉ? Rồi. Mình lắp cái này vào đây. Mình lắp thử một cái mũi cắt mini vào đây. Hơi dài quá. Mình kiếm cái mình cắt. Mình thử cắt cái này nha. Đấy. Quá ngọt luôn. Đứt bất kỳ cái loại gì. Cắt cả sắt cũng được. Đây là chữ hải.